Bún thịt nướng, nguyên liệu thịt ba dọi, dầu hào Maggi, sốt ướp đồ nướng ly cung ki, tỏi băm, hành tím băm, đậu phộng rang. Rau xà lách, rau thơm, tía tô, nước mắm, đường, chanh. Ướt băm, cách làm 1. Thịt ba dọi ướp dầu hào Maggi, sốt ướp đồ nướng ly cung ki, tỏi băm, hành tím băm, cho thêm một ít đường. Ướp thịt, để 30 phút cho thấm hoặc có thể để qua đêm trong tủ mát. Khi cần lấy ra, cho vào nồi chiên không dầu nướng khoảng 15 phút ở 200 độ C. 2. Pha nước mắm theo tỷ lệ 3 phần nước, 1 phần đường, 1 phần nước mắm, 1 phần 2 phần nước chanh. Cho một chút ớt đỏ băm vào nước mắm. 3. Cho rau xà lách, rau thơm, tía tô vào tô, thêm bún, cho thịt nướng lên trên rồi rắc đậu phộng rang. Sau đó chan nước mắm vừa ăn và thưởng thức. Hướng nghiệp Pháp Việt, bếp Á chuyên nghiệp, nấu là ngon, bún thịt nướng.